Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Ha. Thì cái nội dung của cái video này đó, thì mình sẽ chia sẻ một cái thủ thuật nhỏ thôi, giúp các bạn có thể thu hút người xem, người ta click vào cái hình thu nhỏ đó, để có thể tăng cái lượt xem cho một cái video trên YouTube. Thì cụ thể thì mình làm cái video là bật tắt cái Click In with IQ á. Thì cái video này lúc sáng đó mình có up lên trên cái kênh YouTube của kênh Kiến Thức, thì mình sẽ để một cái ảnh thumbnail là như thế này, quản lý cái Click-in với IQ. Tuy nhiên lúc mà mình sử dụng cái phần thumbnail như thế này á, thì cái lượt click vào cái hình thu nhỏ rất là thấp. Thì sau đó mình có thay đổi một xíu, mình đổi thành cái tựa đề như thế này. Thì khi mà mình sử dụng cái ảnh thu nhỏ này á, thì cái lượt click vào cái video á rất là thấp. Thì có thể giải thích bởi hai nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên á, là mình đặt cái tựa đề là cách bật tắt cái Click-in với IQ. Thì cái tựa đề như vậy á, đa số là các bạn đã biết được cái cách làm rồi, cho nên các bạn sẽ không click vào. Tiếp theo thì các bạn nhìn vào cái ảnh thumbnail, các bạn thấy là ghi là quản lý viết IQ. Thế thì các bạn cũng đã biết được nội dung đó rồi, đa số là các bạn biết. Thế nên cái việc mà click vào cái ảnh thu nhỏ đó, tỷ lệ rất là thấp. Thì cụ thể ở đây, đầu tiên khi mà mình up lên á, thì cái tỷ lệ nó được 4,1. Thì cái này là do những cái bạn mà đăng ký kênh Kiến Thức á, mà các bạn kích vào hình cái chuông á, thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo. Thì thông thường á, các bạn sẽ xem ngay cái thời điểm này. Sau đó thì nó sẽ hết cái giai đoạn đó, nó sẽ chuyển qua những cái giai đoạn còn lại. Và các bạn thấy cái tỷ lệ click càng lúc nó càng thấp xuống, nó từ 2% cho tới 1,6 ha. Thì sau đó mình có thay đổi một xíu, là mình thay đổi cái tựa đề, mình sửa lại là cách bật tắt Click-in với IQ, mình ghi thêm cái chữ là đồ nghề làm YouTube. Thì sau khi đổi tựa đề và mình thay đổi cái ảnh thumbnail như thế này, thì cái tỷ lệ click nó sẽ tăng lên thành 3,9, sau đó nó tăng lên 5,3, và lúc trưa thì nó lại giảm xuống một xíu còn 5, sau đó tăng lại 5,6 và hiện tại là 8,3%. Thì các bạn thấy là cái gì? Nếu mà chúng ta tạo một cái thumbnail mà gây tò mò, ở đây mình ghi là quản lý đồ nghề làm YouTube, thì có nhiều bạn người ta không có để ý cái tiêu đề, thì họ sẽ thắc mắc là cái đồ nghề làm YouTube là cái gì, thì họ sẽ bấm vào để họ xem. Thế thì từ đó nó sẽ tăng cái tỷ lệ mà click vào ảnh thu nhỏ này, nó tăng cao lên. Thì đây cũng là một cái mẹo mà rất nhiều bạn làm YouTube áp dụng. Tức là họ làm những cái video lâu rồi, thì có thể ban đầu cái lượt view nó cao, tuy nhiên người xem người ta sẽ xem rồi, thì sau này khi mà họ thấy cái ảnh đại diện của video đó, họ sẽ không bấm xem nữa. Thế thì chủ nhân video có thể thay đổi một cái thumbnail khác bắt mắt hơn, gợi cái sự tò mò hơn, thì có khả năng là người ta lại tiếp tục click vào để xem coi cái video này nó nói về cái gì. Thì từ đó sẽ giúp cho cái tỷ lệ click vào cái hình thu nhỏ đó nó tăng cao lên. Thì đây là một cái mẹo mà rất nhiều người áp dụng, và mình nghĩ nó rất là hiệu quả ha. Thì cụ thể là mình áp dụng thử cho cái video này, thì mình thấy nó khá là hiệu quả, cho nên mình chia sẻ luôn cho các bạn. Thì cái phần này thật ra các bạn tìm trên mạng thì có rất nhiều người đã nói rồi ha, chẳng qua là mình thì ít làm, cho nên mình không có chia sẻ về cái này. Tuy nhiên hôm nay mình thử thì mình thấy nó khá là hiệu quả, cho nên mình chia sẻ luôn với các bạn ha, để các bạn có thể áp dụng vào trong cái công việc kiếm tiền trên YouTube của mình. Thì đó là một cái chia sẻ ngắn của mình, hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới ha. Chào các bạn.